Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là Đức Chúa Trời là đấng có quyền ban cho sự giàu có cho con cái của Ngài. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn số 9, câu số 8 như thế này. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rơi rộng nữa để làm các thứ việc lành. Câu 9, như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Thưa quý mài cho em, là những cơ đốc nhân chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta được lời của Chúa dạy chúng ta một điều rằng chúng ta cần phải tin cậy Chúa ở trong tiền bạc và tài chánh của chúng ta. Chúng ta không được phép tham lam những của cải vật chất tạm bợ của trần gian này, bởi vì chúng ta cần phải phát triển tấm lòng tin cậy Chúa của chúng ta. Ngài chính là đấng chăm sóc cho mọi nhu cầu của chúng ta, và Ngài không bao giờ để chúng ta phải gặp những sự khó khăn thiếu thốn về mặt tài chánh. Như ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 câu 33, lời của Chúa nói rằng là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nếu Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa, tức là những điều ăn gì, uống gì và mặc gì. Tất cả mọi thứ Chúa Ngài sẽ chu cấp chúng ta khi chúng ta đặt để Chúa Ngài là trên hết ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng là cơ đốc nhân, chúng ta mỗi người ở một vị trí khác nhau, không ai giống ai cả. Có người thì ở một vị trí rất là bình dân và giản dị, nhưng mà cũng có người được Chúa Ngài đặt để ở những cái vị trí ảnh hưởng được cho nhiều người. Và Chúa cũng ban cho mỗi cơ đốc nhân chúng ta có những cái mức độ của cải khác nhau. Có người thì được Chúa ban cho một cái nhà rất là nhỏ, và có người thì được Chúa ban cho một cái nhà cũng khá là to. Và chúng ta thấy rằng là cơ đốc nhân cũng có những người sống ở trong sự nghèo thiếu, cũng có những người được Chúa Ngài cho no đủ và dư dật. Có rất là nhiều cái quan điểm khác nhau ở trong thần học về sự ban cho, về sự giàu có. Có người nói rằng là cơ đốc nhân chúng ta cần phải nghèo khó thì chúng ta mới là những cơ đốc nhân chân thật và thánh khiết. Còn những người mà giàu có đó, những người mà cơ đốc nhân mà có nhà cao cửa rộng, đi xe hơi này nọ, thì họ không có cái mức độ thuộc linh giống như là những người đang phải gặp những cái sự khó khăn về tài chánh. Điều đó có đúng không quý ông bà chị em? Buổi sáng nay chúng ta sẽ phân tích ở trong lời của Chúa để chúng ta thấy rằng là của cải vật chất nó là những điều mà chúng ta cũng rất là cần để chúng ta có thể phục vụ Chúa. Nếu chúng ta phục vụ Chúa và chúng ta không có đủ tiền bạc tài chánh thì chúng ta cũng không có thể nào làm trọn được công việc của Chúa, đúng không ạ? Và Chúa Ngài muốn cho tôi và chúng ta được có một đời sống đầy đủ và sung túc. Như ở trong Giăng đoạn 10 câu 10 chép rằng là kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiến được sự sống và được sự sống dư dật. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài muốn cho chúng ta được sống và sống dư dật, tức là chúng ta được sống một đời sống đầy đủ và giàu có. Có một số người cho rằng là nghèo đó thì mới là thanh liêm, là chính trực, còn giàu có thì đều là những người lương lẹo và không tốt. Nhưng tôi hỏi quý vị nha, ở trong một xã hội nghèo và một xã hội giàu có thì xã hội nào có tỷ lệ tội phạm nhiều hơn xã hội nào? Nghèo, đúng không ạ? Tại sao nghèo mà người ta lại làm tội phạm nhiều hơn? Nghèo mới đi ăn trộm ăn cướp, đúng không ạ? Có bao giờ quý vị thấy một cái người đi chiếc cái Mercedes 2 tỷ đồng mà bước xuống xe giật dây chuyền của người ta không? Hay là quý vị có bao giờ thấy một người đi SH mà lại đi giật cái gối xôi của người khác, hoặc là đi giật cái túi sách của người khác? Có không? Cũng có, đúng không ạ? Cũng có, nhưng mà có thể đó là ngáo đá hoặc là nghiện ngập gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy đa phần những người họ có đầy đủ tài chánh, hoặc là họ ăn mặc sang trọng bởi vì cái công việc của họ,
có thu nhập ổn định, thì họ không bao giờ có ý tưởng đó là tôi phải đi ăn trộm ăn cướp của người khác cả. Và họ không bao giờ bị cám dỗ bởi những cái lòng tham. Vậy thì là con cái Chúa, chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin Chúa ngày cho con được sống một đời sống dư dật và sung mãn ở trong ơn của Chúa. Như có một lời cầu nguyện ở trong sách Châm Ngôn nói rằng là tôi cầu xin Chúa hai điều thôi, đó là xin Chúa ngày cho con đừng có quá nghèo khổ để ô danh Chúa, và Ngài cũng đừng có cho con quá giàu có để đến nỗi rồi con nói rằng là bàn tay con làm ra tất cả và đây là tất cả những gì mà con làm ra chứ không có Chúa nào hết, và con quên mất Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cơ đốc nhân chúng ta cần phải thỏa lòng ở trong cuộc sống của chúng ta, dù là giàu có hay là chúng ta chỉ là những người rất là bình dân. Chúa Ngài dạy chúng ta phải luôn thỏa lòng với những gì mà chúng ta có. Người đời thường nói rằng là nghèo mà ở đầu đường thì cũng chẳng ai thèm quan tâm, còn giàu dù ở nơi thâm sâu cùng cốc thì cũng có người đến thăm hỏi. Khả năng kinh tế tỷ lệ thuận với sức mạnh phát ngôn của bạn. Điều này chúng ta nghe có vẻ rất là đúng và rất là hợp lý. Bởi vì khi mà chúng ta ăn mặc sang trọng, chúng ta có tiền đầy đủ và dư dật ở trong tài khoản của chúng ta thì bạn bè của chúng ta nhiều lắm, nhắn tin hỏi thăm liên tục luôn, thậm chí hỏi rằng là cuối tuần này mà rảnh không, đi uống nước nha, cà phê nha. Nhưng mà khi mà chúng ta nợ nần đầy đầu thì chẳng có thấy ai hỏi thăm chúng ta cả. Nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là những người thân yêu của chúng ta hoặc là những người trong gia đình của chúng ta mà thôi. Nhưng mà điều này có thể không đúng khi mà chúng ta ở trong máy bay. Bởi vì khi một lần kia tôi ở trong máy bay và chuẩn bị bay từ Buôn Ma Thuột về lại thành phố Hồ Chí Minh, thì Chúa dạy cho tôi một cái điều rất là đặc biệt. Đó là khi mà con ở trong máy bay này cùng với những người khác thì số phận của con cùng với những người khác y chang nhau. Ở trong máy bay thì không ai phân biệt ai hết, không ai phân biệt là người giàu ngồi ở đây, người nghèo ngồi ở đằng kia. Nhưng mà dù là giàu hay nghèo thì cũng đều như nhau hết. Dù là ở trong góc kẹt hay là ngồi ở ngay cái vị trí đường đi thì mọi người đều được quan tâm như nhau. Bởi vì nếu mà một người có vấn đề gì đó thì cả chuyến bay đó sẽ bị ảnh hưởng. Và thậm chí là lời nói của mọi người trên máy bay, khi mà họ nói ra một cái điều quan trọng nào đó thì tất cả mọi người đều phải lắng nghe một cách nghiêm túc. Bởi vì nếu mà ai đó mà lỡ miệng nói rằng là ơ tôi có bom hoặc là ơ máy bay này sắp nổ gì đó là có chuyện xảy ra. Cho nên là tất cả mọi lời nói của mọi người trên máy bay đều được quan tâm. Và ở trong Thuộc Linh Thưa Quý Bà Chị Em, lời Chúa cũng nói rằng là vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Sự ký thứ nhì đoạn 16 câu thứ 9. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài soi xét cả thế gian này. Cho dù là quý vị đang ở thành thị hoặc là ở nông thôn, dù là quý vị ở trong nhà cao cửa rộng hay là quý vị ở trong một cái nhà lá ọp ẹp đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn luôn dõi theo đời sống của chúng ta. Và những ai có tấm lòng trọn thành và trung tín với Chúa thì người đó sẽ được Chúa Ngài giúp sức cho. Con người của chúng ta có thể vị nể hoặc là thiên vị lẫn nhau. Giả sử bạn của chúng ta giàu thì chúng ta thường hay quan tâm đến họ nhiều hơn, đúng không ạ? Chúng ta đưa đón, chúng ta chăm sóc, hỏi thăm, bệnh một chút thôi là nhắn tin hỏi thăm, mày sao vậy, hôm nay khỏe không, chắc là hôm qua đi làm việc nhiều lắm, mệt lắm đúng không, thôi giờ ráng đi uống cà phê với tao đi rồi tao cho cái thuốc này uống vô cái khỏe liền à. Nhưng mà khi mà mình không có nhiều tiền nhiều của, mình chỉ là một người sống ở trong một cái nhà lá ọp ẹp giản dị bình dân, thì mình có bệnh hoạn thì cũng chẳng ai hỏi thăm chúng ta hết, chỉ có ba mẹ hoặc là người thân của chúng ta mà thôi. Có người là như vậy quý mà chị em, nhưng mà đối với Chúa Ngài không bao giờ nhìn vào trong cái bắp tiền của chúng ta mà đánh giá cao thấp con người. Ở trong Công Vụ đoạn thứ 10 câu 34 cho đến 35, lời của Chúa chép rằng là Phi-rơ bèn mở miệng nói rằng quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ở đây Phi-rơ nói rằng là ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai hết. Bởi vì trong các dân tộc, mọi người trên đất này
Ai kính sợ Chúa và làm sự công bình thì người đó đẹp, được đẹp lòng Chúa. Có người của chúng ta còn phân biệt giai cấp, còn phân biệt giàu nghèo, còn phân biệt người này người kia, nhưng mà đối với Chúa Ngài không phân biệt. Đôi khi có những sự phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc nọ nữa quý vị. Tôi là người Kinh, nhưng mà khi tôi đi lên khu vực miền cao ở trên Đắk Lắk thì tôi hiểu được cái sự phân biệt về dân tộc tính nó như thế nào. Và tôi ngồi ăn uống chung với những anh em đồng bào ở trên đó, và tôi thấy rằng là thật sự người đồng bào họ có một cái gì đó mà họ khó gần với mình. Bởi vì họ nhìn tôi giống như là một người từ bên Mỹ hoặc là từ ở trên trển xuống á. Họ không dám ngồi gần, tôi phải kề tới đây, ngồi gần đây. Tôi bắt tay họ, họ mừng lắm, họ nói: "Wow, như mục sư mà cũng xuống đây để mà thăm được tôi sao?" Tôi nói: "Ủa, tôi cũng bình thường mà, tôi cũng là con người bình thường thôi, tôi chẳng có giàu gì hết á. Tôi chỉ là một người bình thường." Quý vị cứ tự nhiên, chúng ta xem nhau như là anh chị em chung một nhà. Và tôi biết rằng là có nhiều người Kinh họ coi thường người đồng bào sắc tộc. Và chính cái điều đó nó làm cho cái hố ngăn cách giữa con người với nhau nó càng rộng ra hơn. Nhưng mà trong Chúa Giê-xu thì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Trong Chúa Giê-xu Christ tất cả chúng ta đều là một cả. Chúng ta không có phân biệt giai cấp, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt người này với người kia. Và để có điều đó, thưa quý mà chị em, chúng ta cần phải được kết hiệp với nhau ở trong Thánh Linh của Chúa và ở trong lời của Ngài. Bởi vì chỉ có lời của Chúa mới thay đổi tấm lòng và đời sống của chúng ta. Chỉ có lời của Chúa mới làm chúng ta được no thỏa, và chúng ta mới có thể nhìn người khác bằng cái nhìn của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta thật lòng kính sợ Chúa và hết lòng tin cậy Chúa, thì dù là chúng ta nghèo hay là giàu, dù là chúng ta ở nhà mặt tiền đường hay là ở trong hốc kẹt nào đó, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn có thể tìm thấy chúng ta và ban cho chúng ta ân huệ của Ngài một cách rộng rãi, không trách móc ai cả. Và nếu bây giờ chúng ta đang nghèo thiếu, nếu bây giờ chúng ta đang nợ nần, thậm chí là không có mồng tơi để mà rớt, thì tôi có một tin vui dành cho quý mài cho em. Đó là vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu có. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 9 đã chép như vậy. Buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về sự giàu có ở trong Chúa. Và trước hết thì chúng ta sẽ phân tích về việc đó là Đức Chúa Trời, Ngài có thể ban cho con cái của Ngài sự giàu có hay không? Hay là chỉ có ma quỷ và Chúa đời này mới có thể ban cho người ta sự giàu có? Vua David đã nói thế này ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 29 câu 12 rằng: "Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người." Vua David là một vị vua giàu có, đầy vinh hiển và quyền lực ở trong thời mà ông đang trị vì trên cả Israel. Thì ông đã khẳng định một điều rằng là sự giàu có, sự vinh hiển đều do Chúa mà đến. Không phải tự nhiên một người được giàu có quý mà cho em, nhưng mà Chúa Ngài đã ban cho người đó cái sự giàu có như vậy. Khi mà Gioan Báp-tít được các môn đồ của mình nói rằng là Chúa Giê-xu đã làm chức vụ và Chúa Giê-xu đã có một sự ảnh hưởng nhất định cho dân chúng, thì ngay lập tức Gioan Báp-tít đã nói rằng là ví chẳng từ trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Gioan Báp-tít đã nói rằng là nếu mà Đức Chúa Cha không ban cho Chúa Giê-xu như vậy đó, thì Chúa Giê-xu cũng không thể nào ảnh hưởng được trên dân chúng. Cho nên ông không bị thúc đẩy bởi lòng ganh tị hoặc đố kỵ với Chúa Giê-xu ở trong việc làm báp têm. Nhưng mà ông đã nói rằng là đó, Đức Chúa Trời đã làm như vậy đó, cho nên Chúa Giê-xu mới có thể ảnh hưởng được trên những người khác. Và khi Chúa Giê-xu Ngài đứng trước mặt Phi-láp, Phi-láp thấy Chúa Giê-xu im lặng, và Phi-láp nói rằng là: "Tại sao ngươi im lặng như vậy? Ngươi không biết rằng là ta có quyền để tha ngươi và có quyền để mà phóng thích ngươi sao?" Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã nói thế này ở trong Giăng đoạn 19 câu thứ 1 rằng: "Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi là kẻ tội trọng hơn nữa." Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định rằng là cái vị trí quan lớn như vậy đó của Phi-láp là do Đức Chúa Trời ban cho. Cái sự giàu có và ảnh hưởng mà Phi-láp đang có thì bây giờ để có thể đầy quyền sinh sát ở trong tay. Ông nói chém là chém, ông nói giết là giết, ông tha người này là tha người này, không tha người kia là không tha người kia. Những cái quyền như vậy đó quý bà cho em là do từ trên cao ban cho, do Đức Chúa Trời mà đến, chứ không phải là tự nhiên Phi-láp có được.
Vậy thì mọi quyền cao chức trọng, mọi cái người nổi tiếng và sang trọng thế giới này là do Chúa ngài ban cho họ, chứ không phải rằng là họ cố gắng hoặc bôn ba mà được. Có những người họ làm ăn ở trong giới nhà đất, trong giới bất động sản, họ đã thấy được có một cái quy luật rất là đặc biệt mà họ phải công nhận rằng đúng là trời ban cho ai nấy hưởng. Đó là có những người họ mua được cái mảnh đất rất là tốt và rất là đắc địa, có thể rộng cả mấy ngàn mét vuông, rất là đẹp, nhìn vô rất là đẹp, tưởng rằng là có giá trị nhiều lắm, nhưng mà không ai mua hết. Dù là cái đất đó không bị giải tỏa, không có bị dính kế hoạch dự án gì hết, không có bị cắt xẻ chỗ nào hết, rất là đẹp luôn, vuông vức, nở hậu, ngon lành, nhưng mà không ai thèm mua. Nhưng mà có những cái mảnh đất đó quý vị mua ở trong hốc mà có đó, mua trong hốc kẹt đó, vậy đó chứ mà đùng một cái, thời đã đến đỡ không kịp, cái người mua cái mảnh đất đó trúng cả bạc tỷ. Và vừa rồi tôi đi lên Buôn Ma Thuột và tôi nhìn thấy điều đó. Có những người họ có cái thửa ruộng tốt ở trong miền núi, ở trong vùng sâu vùng xa đó. Trước đến giờ cứ nghĩ rằng là nó không có giá trị, nhưng mà khi mà sốt đất lên do dịch Covid-19 bùng phát ở tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi, thì dân thành phố Hồ Chí Minh họ đã đổ xô lên Buôn Ma Thuột và trên các tỉnh miền cao để mà mua những mảnh đất ở trên đó. Có những mảnh đất nó chỉ có vài trăm mét vuông thôi mà nó lên tới cả vài tỷ quý ông bà anh chị em. Nhưng mà có những người họ mua mảnh đất rất là to, rất là rộng, nhưng mà không ai mua hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp đó là Chúa ngài muốn ban cho ai thì ban, chứ không phải là bởi vì chúng ta có điều kiện hoặc là chúng ta nhà cao cửa rộng, đất đai phì nhiêu rồi chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ giàu. Không có đâu quý mà chị em. Có những người họ chỉ có một thẻo đất thôi, nhưng mà thẻo đất đó nó giá trị lên tới hàng tỷ. Và khi mà tôi đi lên Buôn Ma Thuột thì tôi phát hiện ra có những người họ là đại gia, họ là những người rất là giàu có ở tại Việt Nam, như là Cường Đô La hoặc là Hoàng Anh Gia Lai, những gia tộc rất là nổi tiếng, giàu có. Và họ giàu không phải là bởi vì họ buôn bán gỗ hay là kinh doanh này kia. Họ giàu là bởi vì họ được trời ban cho. Hỏi ra trời ban cho là trời ban cho làm sao? À, tại vì mấy trăm năm về trước đó, có một quả thiên thạch nó từ trên trời rớt xuống ngay cái hồ Buôn Ma Thuột á. Và những thiên thạch nó văng ra khắp nơi, thì có những hòn đá nó nhỏ cỡ cái đầu ngón tay như thế này thôi, nó nặng tới mấy kilo. Và trong những hòn đá đó nó có những cái kim loại quý mà những nhà khoa học trên thế giới đó, họ tìm kiếm và họ săn đón. Một cái viên đá như vậy thôi có thể trị giá lên hàng ngàn, nó có thể trị giá lên tới hàng ngàn tỷ đồng, đúng rồi, tức là hàng chục triệu đô la đó quý vị. Và khi mà bán những cái viên đá nhỏ như vậy đó, bán một cái thôi là trở thành đại gia luôn. Còn ngon hơn bán đất, còn ngon hơn là bán kim cương. Quý vị thấy không ạ? Trời cho, tự nhiên viên đá thiên thạch lớn từ trên trời lao xuống, rồi thế là trong những cái viên nhỏ đó nó lại có những cái viên rất là trị giá, giá trị rất lớn. Và họ giấu điều này, họ không có chia sẻ. Tại vì nếu mà họ nói rằng tôi có những viên đá đó là thế nào, trộm nó cũng vô nhà nó giết nó lấy. Và có những người họ giàu lên ở trên miền núi là bởi vì họ lụm được những viên đá như vậy đó quý vị. Và qua cái điều đó tôi thấy rằng là thật sự chỉ có Chúa mới ban cho sự giàu có thôi. Dù là quý vị ở trong hốc, trong kẹt hay là ở cái làng quê hẻo lánh nào đó, nếu mà Đức Chúa Trời đã thương xót quý vị rồi, Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu xin của quý vị rồi, thì Chúa có muôn vàn cách để khiến cho quý vị được trở nên giàu có theo cách của Chúa, theo cách không tưởng. Có những người họ ở nhà lá, nhà sàn sập xệ như vậy đó, nhưng mà thình lình chỉ trong một đêm thôi họ trở thành đại gia, bởi vì họ vô tình họ lụm được bí kíp. Ở trên các tỉnh miền núi thì họ đồn đại với nhau rằng là trong thời Pháp thuộc, khi mà Pháp, quân Pháp mà họ rời khỏi Việt Nam, họ chạy trốn khỏi quân Việt Minh đó, thì họ đã bỏ lại rất là nhiều cái vàng thẻ, vàng thỏi, họ giấu ở trong núi, giấu ở dưới đất gì đó. Và cái điều này là có thật, nhưng mà không biết là giấu ở đâu hết, chỉ là biết ở trên núi, trên hốc, trong đá vậy đó. Và thế là nhiều người họ cũng đổ xô nhau đi tìm. Có những người họ đã tìm được và họ trở thành những tỷ phú, trở thành những người rất là giàu ở trên việc đó.
Có những người, có anh em, chị em nói mục sư đi đào vàng với em không? Tôi nói rằng là thật sự nếu mà bây giờ bỏ công ăn việc làm ở thành phố mà đi lên đó đào vàng á, thì không phải là tôi ngại, tôi làm biếng, tôi không muốn làm. Nhưng mà thực tế đó thì tôi đã có được kho báu trên trời rồi. Kho báu của trên trời của tôi đó là cha tôi để trên đó là vô biên luôn. Thật sự tôi rất là giàu chứ không phải tôi nghèo đâu. Ở trên đất này tôi có thể là nghèo, nhưng mà ở trên trời tôi rất là giàu. Tôi đã có của cải thật rồi, quý mài cho em. Tôi không cần phải đi kiếm kho báu, kho tàng ở cái chỗ này chỗ kia. Mà nếu Chúa cho tôi có thì tôi cũng sẵn sàng nhận. Nhưng mà nếu Chúa không cho thì tôi cũng chẳng phải cất công để đi tìm nó làm gì. Bởi vì nếu Chúa cho thì nó sẽ đến với mình, chứ mình không có chạy theo nó. Quý mài cho em có tin rằng là chúng ta là người tin Chúa, chúng ta giàu có ở trong thiên đàng không quý mài cho em? Có lần kia tôi khóc, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa ngài tiếp trợ cho con, chứ bây giờ con nợ quá, con không có tiền để mà con trả nợ. Thật sự là vừa rồi trước khi mà tôi đi chuyến đi mua thuộc thì tôi đã nợ tới cả mười mấy triệu. Và Chúa nói với tôi rằng: con có tin không, ta chỉ cần mà tháo cái mái tôn ở trên thiên đàng thôi mà quăng xuống đây con xài không hết. Và tôi cười với Chúa: cảm ơn Chúa, con tin chứ. Chúa ngài có thể búng tay một cái thôi là con có dư để mà trả nợ. Và thế là tôi cũng bước đi bởi tin, cũng lên đó để mà chia sẻ lời của Chúa. Và khi tôi chia sẻ lời Chúa xong, quý mài cho em, lần đầu tiên trong chức vụ của tôi, phải nói là lần đầu tiên sau 29 năm, tôi giảng xong một bài giảng mà anh chị em trên đó họ dâng hiến cho tôi hơn 10 triệu. Tôi cầm và tôi rung tay, tôi về đến nhà, tôi ở trong khách sạn đó, tôi đếm mà tôi khóc luôn đó quý vị. Chưa có một người hội kinh nào hoặc là một hội thánh nào dâng hiến cho tôi với số tiền nhiều như vậy. Mà đây là người đồng bào, họ là những người rất là khó khăn. Và tôi nói rằng quả thật cái điều này Chúa ban cho. Chúa không ban cho tôi theo cách mà tôi muốn, tức là tôi muốn rằng là cái người giàu này, người giàu kia cho tôi tiền. Nhưng mà Chúa lại dùng những cái người rất là hèn mọn, những con người rất là yếu đuối như vậy đó, mà tuốt ở trên miền núi cao, họ tiếp trợ cho tôi theo cách của Chúa. Và tôi chỉ có biết khóc cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa tiếp trợ cho mình theo cách của Chúa đặc biệt như vậy. Cho nên quý mài chị em ơi, Chúa ngài có thể ban chúng ta cái sự cần dùng, Chúa ban chúng ta cái sự giàu có tùy theo ý của Chúa muốn. Đôi khi con người của chúng ta cứ nhìn vào cái người nào đó chắc phải đi xe Fortuner thì cái người đó mới có thể cho mình nhiều tiền. Ô, cái người nào mà lái xe hơn 1 tỷ đó thì người đó mới giàu, mới cho tôi nhiều tiền được. Người nào ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cái người đó mới cho tôi nhiều tiền được. Quý mài chị em ơi, Chúa ngài không làm cách đó. Chúa làm theo cách của Chúa. Chúa có thể dùng bất cứ một con người nào, dù là ở trên núi hay là ở trong rừng sâu núi thẳm, Chúa vẫn có thể chúc phước chúng ta qua những con người như vậy. Và nếu Chúa không cảm động lòng của họ, một xu họ cũng không cho quý vị nữa. Đúng không ạ? Nếu Chúa không cảm động thì 10 ngàn họ cũng không cho, chứ đừng nói chi là 10 triệu hay là 1 tỷ. Và chỉ có Chúa ngày mới làm được đó mà thôi, thưa quý mài cha. Và chúng ta thấy được có một vị vua, trước khi lên ngôi, vị vua này đã gặp được Đức Chúa Trời ở trong một giấc chiêm bao. Sau một ngày thờ phượng Chúa và dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời rất là nhiều, và Chúa đã hiện ra trong giấc chiêm bao của vị vua đó và hỏi rằng là: bây giờ con muốn điều gì? Ta ban cho con điều ước. Bây giờ trong 3 điều, sự khôn ngoan, mạng sống, giàu có, bây giờ con xin đi. Và thế là vị vua này đã xin: Chúa ơi, con cần có sự khôn ngoan. Và thế là Chúa ngài đã nói rằng là: bởi vì con xin sự khôn ngoan, ta sẽ ban luôn cho con sự giàu có và mạng sống, là 2 điều mà con không xin. Và sau đó, sau giấc cái chiêm bao đó, thì vị vua này đã nhận được sự khôn ngoan và cũng như sự giàu có và mạng sống. Trước ông không hề có ai khôn ngoan bằng ông, và sau ông cũng không hề có ai khôn ngoan như ông. Tôi xin đọc câu chuyện này ở trong sách Sử Ký thứ 2 đoạn 1 câu 7 cho đến câu 12 như thế này. Chánh đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến cùng Sa-la-môn mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì? Hãy xin đi. Sa-la-môn thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho Đa-vít cha tôi và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng Đa-vít cha tôi được ứng nghiệm.
Vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này, đông như bụi đất. Vậy xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này. Vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán cùng Salomon rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta. Và vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải tôn vinh, để đổi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế. Thưa quý bà chị em, ở đây là một câu chuyện tường thuật với chúng ta rằng là vua Salomon sau khi mà đã cầu nguyện với Chúa và thờ phượng Chúa hết lòng, thì ngay chính trong đêm đó Đức Chúa Trời đã hiện ra và hứa với ông, giống như là thần đèn Aladdin hiện ra và nói rằng là bây giờ ta ban cho ngươi điều ước, ngươi ước cái gì? Nếu mà Chúa ngày hôm nay Chúa ngài xuất hiện với quý vị trong chiếc chiêm bao và khải tượng giống như là vua Salomon, quý vị sẽ cầu xin điều gì? Nếu chúng ta đang gặp khó khăn trong tài chánh, trong tiền bạc, nợ nần đầy đầu, có lẽ chúng ta sẽ cầu xin ngay: Chúa ơi, xin Chúa cho con sự giàu có, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là vua Salomon vốn là một con người kính sợ Chúa. Ông đã không có xin những cái điều giàu có của vật chất, nhưng mà ông đã xin cái điều rất là quan trọng, cái điều cốt lõi khiến cho một người được thành công và có thể nắm giữ sự giàu có một cách lâu dài ở trên đất này. Và ông đã cầu xin sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đó là một cái sự cần nhất ở trong một đời sống của một người kính sợ Chúa và được phước của Chúa. Trong Châm ngôn 4 câu 5 cho đến câu 7, lời của Salomon đã nói thế này: Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ say bỏ các lời của miệng ta. Đừng ly bỏ sự khôn ngoan, ác người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Ở đây vua Salomon đã nói rằng là khá cầu lấy sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đó là điều cần nhất, tức là số 1. Nếu mà một người không có sự khôn ngoan, thì cho dẫu rằng người đó đang rất là giàu có, thì cũng có thể có nguy cơ bị phá sản và thất bại cho công việc. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều người đại gia, nhiều người có nhiều tiền bạc, của cải, nhà thì cả chục căn, xe thì cả chục chiếc, nhưng mà thinh linh họ đã bị thất bại trong tình cảm gia đình, hôn nhân thì ly tán, con cái thì quậy phá, chích xì ke ma túy, rồi bản thân họ bị dính lao lý và phải vào trong tù bởi vì cớ tội hối lộ hoặc là tội tham nhũng nào đó. Có thể một lúc họ đang ở trên đỉnh cao như vậy, họ không nhìn thấy được rằng là Chúa đã ban cho họ sự giàu có đó. Họ cứ sử dụng đồng tiền theo ý riêng của họ, họ tưởng rằng là họ đang khôn ngoan lắm, nhưng mà rốt cuộc họ chỉ là ngu dại. Và Chúa ngài mong muốn cho tôi và chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta cần phải có một tinh thần của sự học hỏi và lắng nghe sự khôn ngoan của Chúa. Ở trong Châm ngôn 9 câu 10, lời của Chúa chép rằng: Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Một người khôn ngoan thực sự của Chúa đó là một người phải kính sợ Chúa và nhìn biết Chúa. Sự khôn ngoan này nó khác với sự khôn ngoan của đời. Sự khôn ngoan của đời cho rằng là tôi phải có bằng cấp học vị của trường đại học này, trường đại học kia, tôi phải đi du học nước này, nước kia, rồi tôi phải đọc bao nhiêu quyển sách đó thì tôi mới là người khôn ngoan. Nhưng mà đối với Kinh Thánh thì Chúa ngài nhấn mạnh rằng là cái sự kính sợ Chúa và nhìn biết Chúa ở trong tấm lòng của mình, nhận biết rằng có Đức Chúa Trời, phải đầu phục ngài, kính sợ ngài, làm theo các lời của Chúa, thì đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Chúng ta thấy cái điều này nó rất là rõ ràng ở trong thực tế cuộc sống. Bởi vì có rất là nhiều người họ là giảng viên đại học, hoặc là họ là những người giáo sư tiến sĩ, nhưng mà họ vẫn lăng nhăng cặp bồ cặp bịch và bỏ vợ của mình, bỏ chồng của mình để mà đi với người khác. Có thể họ nói rằng: Ô tự nhiên mà bình thường mà, ủa bỏ vợ bỏ chồng ngoại tình rồi tài dâm như vậy đâu phải tội lỗi đâu. Nhưng mà đối với Kinh Thánh đó là tội lỗi, đúng không quý bà chị em? Ngủ với chồng của người ta, ngủ với vợ của người ta đó là tội lỗi, tài dâm. Và nếu phạm tội như vậy, chắc chắn linh hồn sẽ bị trầm luân hư mất nơi địa ngục đời đời.
Và thậm chí cuộc sống của người đó trên đất này cũng sẽ không thể nào được phước và bị người ta coi thường. Thế gian này họ có thể học thức rất là nhiều, họ biết cái khoa học, kỹ thuật, biết cái chỗ này, chỗ kia, công nghệ này, công nghệ nọ, biết đủ thứ hết, nhưng mà lại không biết rằng mình là một người có tội. Đó cũng là một cái sự ngu dại, đúng không ạ? Họ có thể biết rất là nhiều điều, nhưng mà nếu họ không biết Đức Chúa Trời và không biết lời của Chúa và giữ theo lời của Chúa thì sống giống như là một người không biết gì cả, cứ rờ ở trong đêm tối, ai nói sao mình cứ làm vậy, ai làm bậy mình cũng làm theo. Và cuộc sống thế gian này nó đau khổ là bởi vì cỡ con người chúng ta đã thiếu kính sợ Chúa và không biết lời của Chúa. Nhiều gia đình tan nát, đổ vỡ, cuộc sống cứ phải ba chìm bảy nổi, chín lên đinh là bởi vì cỡ con người của chúng ta không có biết kính sợ Chúa, không nhìn biết Chúa. Nói rằng tôi là Chúa đây, Chúa nào ở đây nữa, tôi mới là Chúa đây, có tiền đây, có tiền làm được tất cả. Nhưng mà quý vị ơi, những người đó đến cuối cùng họ rất là thê thảm. Tôi đã đến tại trung tâm của gọi là cái bảo tàng thế giới cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở trên Buôn Ma Thuột, và thấy cái công trình phải nói rất là rộng lớn và bao la như vậy. Và ông là một người rất là giàu có trên Buôn Ma Thuột. Lúc ban đầu ông chỉ là một thanh niên đi giao cà phê, lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Nhưng bây giờ thì ông rất là giàu có. Ông giàu đến nỗi mà ông dư tiền không biết làm gì, và ông nói với mọi người rằng là tiền nhiều đó làm gì, ông không biết phải làm gì hết. Thế là ông mua xe siêu xe này siêu xe kia. Cách đây mới một tuần trước thì ông đã mua chiếc xe trị giá cả mười mấy tỷ, bởi vì dư tiền không biết làm gì hết. Nhưng mà tâm lòng của ông, trong sâu thẳm tâm lòng của ông lại là một con người đầy dậy những đau đớn và đổ vỡ bởi vì cớ gia đình thì tan nát. Giàu có nhưng mà không biết sử dụng cái giàu có đó theo ý muốn của Chúa thì sự giàu có đó nó vô nghĩa quý mà chứ. Và ông đã nói ra mỗi câu nói mà khiến cho cả Việt Nam của chúng ta hơn 90 triệu người phải suy nghĩ, đó là khi chúng ta có tiền chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Nếu quý vị được Chúa giao cho số tiền là 30 tỷ, quý vị sẽ làm gì? Hình dung với tôi. Dạ, chưa bao giờ có đúng không ạ? Nếu con của quý vị nó chỉ mới có 3 tuổi thôi, tôi ví dụ nha, giả sử con của quý vị nó mới 3 tuổi thôi, nó chưa có biết suy nghĩ, chưa có trưởng thành như người lớn của chúng ta. Và chúng ta là một đại gia, chúng ta là chủ tịch của tỉnh, tài sản của chúng ta cả ngàn tỷ. Quý vị có dám cho con của mình một mảnh đất 1 tỷ hoặc là đeo vàng đầy người cho nó, rồi cho nó xe siêu xe này kia không? Có không? Tại sao vậy? Nó sẽ giết đúng không ạ? Nó sẽ làm hại con của chúng ta. Vậy thì cho dù rằng là chúng ta là cha là mẹ, chúng ta rất là nhiều tiền, nhiều của, nhưng mà con của chúng ta nó vẫn chưa đủ khả năng để nắm giữ. Nó chưa có hình dung được hết cái trách nhiệm và cái công việc mà nó phải xử lý đối với của cải đó như thế nào. Thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ dám giao cho nó. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao con cái Chúa ngày hôm nay lại có sự thiếu thốn mà không có sự giàu có, giống như Kinh Thánh đã nói. Là bởi vì cớ, giống như khi tôi nói với quý vị đó, giả sử bây giờ Chúa cho quý vị 30 tỷ, quý vị giá khờ luôn đúng không ạ? Không biết làm cái gì hết. Con có 30 tỷ con làm gì đây? Bây giờ con phải mua cái iPhone 13, con phải mua cái xe này xe kia. Nhưng mà Chúa nói rằng là bây giờ ta ban cho con 30 tỷ đó, con phải làm lợi ra 60 tỷ, được không? Quý vị làm sao để từ 30 tỷ trở thành 60 tỷ? Quý vị có kế hoạch chưa? Quý vị có cái dự án nào chưa? Như vậy Chúa mới giao đúng không ạ? Chứ còn nếu mà Chúa giao 30 tỷ rồi mình ăn chơi, mình tiêu xài hết, còn 3 tỷ không mua mảnh đất nhỏ xíu, thế là coi như là 30 tỷ đó nó không có làm lợi ra được. Cho nên trước khi mà Chúa ban cho ai đó sự giàu có, quý mà chị em ơi, chúng ta lắng nghe điều này. Trước khi Chúa ban chúng ta sự giàu có thì Chúa ngài muốn cho chúng ta cần phải có một cái nhìn giống như cái nhìn của Chúa. Đó là làm sao tôi phải làm lợi ra cái sự giàu có đó. Chứ không thể nào mà Chúa giao cho nhiều nhưng mà đến cuối cùng chúng ta chỉ còn có một chút. Chúa muốn cho chúng ta phải nở ra. Amen. Và nếu quý vị có tấm lòng muốn làm lợi ra cho vương quốc của Chúa, làm lợi ra những cái tài năng, những cái của cải, những cái sự giàu có mà Chúa ban cho chúng ta, thì quý vị ơi, ngay từ bây giờ chúng ta hãy chịu khó động não và tư duy rằng là
tôi sẽ có kế hoạch này, tôi sẽ có kế hoạch kia. Nếu Chúa ban cho tôi 2 tỷ, tôi sẽ mua vùng đất này và tôi sẽ làm lợi ra. Cho ai? Cho Chúa càng tốt nữa quý mày chị em. Còn cho mình á, nguy hiểm lắm. Bởi vì cái tôi này nó có thể là tội và nó có thể là tối, và nó sinh ra cái nặng tội nữa. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ đẹp lòng lắm. Tôi đã thấy có một vị mục sư rất là nhiều tiền. Và vị mục sư này đang sống ở nước ngoài. Ông có tiền tỷ rất là nhiều. Và ông có một cái suy nghĩ đó là mình sẽ mua đất ở tại Việt Nam để mà xây dựng hội thánh của Chúa. Ông suy nghĩ rằng là mình phải có mảnh đất mà cả ngàn mét vuông. Cái mảnh đất nào càng lớn thì mình sẽ phải càng mua, mua để cho phục vụ Chúa. Và thật sự thì rằng là ông mục sư đó có rất là nhiều đất ở tại Việt Nam này. Và ông để đó, ông chờ cho đến khi mà có cơ hội ông sẽ xây hội thánh. Tôi thấy rằng là thật sự Chúa ban cho cái người đó là bởi vì có cái người đó có cái tư duy rằng là tôi sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Cho dẫu rằng mục sư đó không phải là mục sư đầy ơn hoặc là đầy quyền năng, nhưng mà bởi vì có ông có tấm lòng để xây dựng công việc nhà Chúa thì Chúa ban cho ông. Còn nếu quý vị chỉ suy nghĩ rằng là làm sao tôi có cho tôi, cái gì cũng tôi hết, Chúa sẽ cho rất là lâu quý mài chè. Có thể đến cuối đời quý vị mới có được, nhưng mà lúc đó thì đã qua cái tuổi xuân quý vị rồi. Nhưng mà nếu đang khi quý vị còn trẻ, quý vị suy nghĩ rằng là Chúa ơi, Chúa ban cho con để con làm lợi ra cho vương quốc của Chúa. Giống như Salomon ở đây, ông nói rằng là Chúa ơi, con muốn cái sự khôn ngoan đó là để con có thể phục vụ cho dân sự của Chúa. Dân sự của Chúa đông lắm, dân sự của Chúa nhiều cái trường hợp lắm, con không thể nào có thể quán xuyến nổi, con không thể nào xử lý nổi, thì Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con có thể phục vụ dân sự của Chúa. Và thế là Chúa thấy tấm lòng phục vụ của Salomon và Chúa ban cho Salomon cái sự khôn ngoan cùng với cái sự giàu có nữa quý vị. Còn nếu mà Salomon nói rằng là ô Chúa ơi, cho con cái sự giàu có nha, để con đi xe này xe kia, con có nhiều vợ, con có chức có quyền này kia, Chúa ngài sẽ không cho hết đâu quý vị, quý bà chị em. Chúa chỉ cho có chừng mực thôi. Nhưng nếu tấm lòng của chúng ta mở ra giống như là vua Salomon ở trong Sử Ký thứ 2 đoạn 1 này, thì chúng ta thấy rằng là Chúa sẵn sàng ban chúng ta tất cả. Khi một người có sự khôn ngoan thì người đó sẽ biết được mình phải sử dụng của cải và những nguồn lực mà Chúa ban cho mình như thế nào để làm lợi ra. Người thế gian họ không có sự khôn ngoan của Chúa, họ có tiền là họ ăn nhậu tiêu xài phung phí hết, cho người này mượn cho người kia mượn, rốt cuộc tài sản mất hết. Nhưng mà người có Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài thì người đó sẽ biết được mình phải sử dụng và đầu tư ở cái mảnh đất tốt nào để công việc của mình được sinh lợi ra. Ở trong Châm ngôn đoạn 8 câu 17 cho đến 21, lời của Chúa đã nói thế này: ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu, và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lời của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy dậy các kho tàng của họ. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa đã nói với chúng ta rằng là những ai yêu mến Chúa, những ai tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Chúa. Và khi gặp được Chúa rồi thì sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu sẽ được ban cho. Chúng ta thấy Chúa ngài lưu ý cái từ của cải bền lâu ở đây. Không phải là của cải mau hết, nhưng mà là của cải bền lâu. Có những người họ có được của cải nhưng mà họ không biết rằng là của cải trong tay của họ chỉ là của cải mau hết. Tức là nó chỉ trong vòng có 5-7 năm thôi. Sau 5-7 năm đó của cải đó bốc hơi hoặc là nó không cánh mà bay. Nhưng mà của cải bền lâu mà Chúa ban cho chỉ được tìm thấy khi chúng ta yêu mến Chúa, làm theo lời của Chúa và tìm kiếm Chúa hết lòng, tìm kiếm ý muốn của Chúa và đi theo con đường của Chúa, thì của cải đó nó sẽ còn lại bền lâu cho đến lâu dài. Và Chúa ngài mong muốn cho tôi và chúng ta là con cái của Chúa, những người theo lòng của Đức Chúa Trời giống như David sẽ được sự thịnh vượng và may mắn. Ở trong Thi Thiên đoạn thứ 35 câu 27, lời của David đã nói thế này: còn ai binh vực duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều ráng mừng, nguyện họ thường nói không ngớt, đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va Thầy là đấng vui cho tôi tớ ngài được thịnh vượng và may mắn. Đức Chúa Trời ngài muốn cho tôi và chúng ta được giàu có, được may mắn, thuận lợi. Ở trong cái từ may mắn ở trong tiếng Anh thì dùng cái từ đó là prosper. Prosper tức là một người rất là thịnh vượng. Giống như là những doanh nghiệp lớn ngày hôm nay họ được thịnh vượng thế nào thì chúng ta cũng sẽ được thịnh vượng như thế.
Quý vị có mong muốn rằng mình được thịnh vượng không? Dạ. Tôi cũng amen. Mong muốn rằng là đời sống của mình được thịnh vượng. Từ trong tài chánh cho đến gia đình và chức vụ của tôi cũng được thịnh vượng. Đi đâu cũng được thịnh vượng hết. Rồi tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa tại đây sẽ có một cái cơ sở khang trang hơn. Và nhất là đời sống của quý mài chị em được biến đổi và được phước. Anh chị em sẽ thấy được Chúa ban phước cho tài chánh của mình qua hội thánh của Chúa tại đây. Và nếu quý mài chị em có một ước ao để phục vụ Chúa qua tài chánh của mình, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay quý mài chị em. Hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin ban cho con có ta lân của Chúa để con có thể làm lời ra cho vương quốc của Chúa. Còn nếu quý vị đã thỏa lòng và thỏa mãn rồi, Chúa ơi con bây giờ con đã đủ rồi, mày đủ rồi, Chúa không cần phải cho con thêm, cảm ơn Chúa, thì Chúa sẽ không cho. Nhưng mà nếu quý vị khao khát để có thêm và phục vụ Chúa nhiều hơn, Chúa sẽ ban cho quý vị. Tôi nói thật quý vị nghe, quý vị đã có tài sản khoảng chừng tầm vài tỷ rồi, quý vị có muốn được Chúa ban cho thêm nữa không? Muốn chứ đâu ạ. Dạ, Chúa ban cho quý vị một căn nhà rồi, quý vị muốn có thêm căn nhà khác để làm điểm nhóm kế bên nhà mình được không? Dạ được chứ đúng không ạ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà nói là thôi được rồi Chúa ơi, vậy là quá đủ rồi, nhà nhiều quá anh chi, giờ làm quét dọn mệt lắm Chúa ơi, lúc đó thì Chúa ngài sẽ không cho đâu. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ rằng là ồ Chúa ban cho nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nhiều hơn, và tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn, tôi sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Đây chúng ta xem nha, ở trong sách Luca đoạn số 12 câu 48, Chúa Giêsu đã nói thế này: vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Khi một người được Chúa giao cho của cải nhiều thì Chúa ngài cũng sẽ mong đợi người đó sẽ phải giải trình và có trách nhiệm đối với của cải của mình. Đấy, ta ban cho con 30 tỷ đó, bây giờ con làm lợi ra được bao nhiêu? Nó 30 tỷ nghe lùng bùng lỗ tai. Bây giờ giảm 3 tỷ thôi nha, cho nó bình dân chút nha. Bây giờ Chúa ban cho mình 3 tỷ. Quý vị phải làm sao để số tiền lợi đó nó phải hơn là 6 tỷ. Rồi 30 tỷ sẽ là 60 tỷ, chứ không thể nào là 6 tỷ được. Và được giao cho nhiều thì sẽ phải đòi lại nhiều hơn. Và khi Chúa trao cho chúng ta một cái của cải, một cái tài sản nào đó, thì Chúa mong đợi chúng ta phải làm lợi ra, chứ không được phép làm mất ở đi. Và có một câu hỏi đặt ra đó là: khi tôi có tiền và tôi có tài sản như vậy, thì tôi có cần phải dâng hiến cho Chúa không? Hay là chỉ có khi mà tôi muốn được phước về tài chánh á, thì tôi mới dâng hiến, còn khi mà tôi đã giàu rồi tôi không cần dâng hiến? Có một số người họ suy nghĩ rất là đơn giản như thế này, đó là chỉ có người nghèo mới dâng hiến cho Chúa để Chúa ban phước, chứ còn người giàu rồi dâng hiến làm chi nữa, bởi vì lỡ mà Chúa ban phước cho xài không hết. Dạ amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Càng giàu phải càng dâng hiến nhiều, tại vì Chúa nói rằng là ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Không phải tự nhiên mà Chúa đặt để chúng ta trở thành một triệu phú của hội thánh. Bởi vì cớ Chúa mà mong muốn rằng là tôi và chúng ta trở thành nguồn phước cho những người xung quanh mình. Ai mà chỉ suy nghĩ rằng là tôi có thêm nhiều hơn nữa thì người đó cần phải suy nghĩ rằng là tôi đã được nhiều thì tôi sẽ dâng hiến nhiều hơn. Và để chúng ta có thể dâng hiến một cách gọi là trung tín cho Chúa thì chúng ta cần phải trung tín ở trong những việc nhỏ, rồi chúng ta mới có thể trung tín trong việc lớn được. Trước khi chúng ta dâng hiến được cho Chúa 1 tỷ đồng thì chúng ta phải học được dâng hiến cho Chúa từ 1 triệu đồng. Quý vị có 10 triệu, quý vị có dám dâng cho Chúa 1 triệu không? Chuyện nhỏ đúng không ạ? Quý vị có 100 triệu, quý vị có dám dâng cho Chúa 10 triệu không? Rồi quý vị nếu có 1 tỷ đồng, quý vị có dám dâng cho Chúa 100 triệu không? Quý vị có 1.000 tỷ, quý vị có dám dâng cho Chúa 100 tỷ không? À.
Nhưng mà để chúng ta có thể dâng cao lên cái mức độ trên nóc như vậy đó quý vị, bắt buộc quý vị cần phải bước từ những cái bước rất là nhỏ dưới đây, đúng không ạ? Nếu không bước từ bước nhỏ thì làm sao có thể lên tới kia được? Có người dâng hiến cho Chúa 10.000 cầu tiết đó quý vị. Thật sự tôi phải nói để cho quý vị xấu hổ, nhưng có những người họ dâng 10.000 cho Chúa họ còn tính toán nữa. Bởi vì tấm lòng của họ chưa có, chưa mở ra với Chúa. Khi một người đã mở lòng với Chúa rồi thì tiền tỷ đối với Chúa không hề tiếc quý vị. Lòng của họ đã kết nối được với Chúa rồi đó quý vị, cái bóp tiền của họ chẳng là cái gì hết. Bởi vì Chúa nói sao? Của cải ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Và nếu mà lòng một người đã ở nơi Chúa rồi đó thì đừng có nói cái chuyện mà tính toán với Chúa. Tôi đi chuyến đi vừa rồi là có một người chị em họ yêu Chúa vô cùng luôn. Họ nói rằng mục sư đi lo hết, em lo hết từ A đến Z luôn. Tiền vé bay ăn ở em đài thọ cho mục sư hết. Tôi thấy rằng là người chị em này quá ư là đặc biệt. Và người cha em nói rằng là em làm như vậy đó là bởi vì có Chúa dùng thầy để mà cứu em, chứ không thôi là Chúa không cứu em qua thầy đó, là bây giờ xác của em đã trôi ở đâu dưới sông rồi. Tại vì người cha em này đã nợ đến nỗi mà chỉ có muốn nhảy cầu thôi quý vị. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa khiến cho sao trên đường đi mà đi tự tử đó, mua thuốc ở nhà thuốc Tây nhưng mà nhà thuốc Tây không bán. Lạ không quý mà cha em tự tử nhưng mà nhà thuốc không bán. Rồi bây giờ nhà thuốc không bán phải không? Rồi bắt xe taxi đi ra ngoài cái cầu kia là cầu cao nhất ở trên khu vực đó để nhảy xuống chết. Gia đình túa ra đi kiếm, không biết kiếm ở đâu hết. Chạy đến gọi điện thoại cho mục sư ở thánh địa phương. Mục sư ơi, cầu nguyện cho nó bây giờ đi đâu mất tiêu rồi mục sư ơi. Nó để lại thư tuyệt mình ở đây nè, để lại thư viết bây giờ tự tử chào tất cả mọi người ở đây nè. Thế là mục sư đã cầu nguyện. Ông thấy nó đang đi lên cái cầu mà cao lắm. Tôi thấy nó đang đi lên cái cầu cao lắm. Bây giờ đi ra đó đi. Thế là cả nhà biết rằng cái cầu cao đó là cái chỗ rất là quen thuộc gần nhà. Và cả nhà vừa chạy ở đó thì thấy em này cũng đang đi lên cái cầu đó. Và đem về. Cảm ơn Chúa. Và sau lần đó người chị em đó đã thật sự tin Chúa. Bởi vì có thấy Chúa quá diệu kỳ. Và đó là lý do tại sao mà người cha em này đã mở rộng lòng của mình ra, không phải chỉ với tôi nhưng mà đối với tất cả những tôi tớ Chúa khác. Người này quý lắm, bởi vì cớ nếu không có Chúa dùng những tôi tớ của Chúa thì có lẽ mình cũng đã chết trôi ở đâu rồi. Quý mà cha em ơi, khi lòng của chúng ta mở ra với Chúa thì tiền bạc của cải của chúng ta cũng thuộc về Chúa luôn, đúng không ạ? Vừa biết đã nói rằng là ôi Chúa ơi, con làm sao mà có sức để dâng nổi với Chúa được? Con và nhân sự của Chúa là ai? Bởi vì những điều mà con đã dâng chẳng qua đã là thuộc về Chúa rồi. Hơi thở này thuộc về Chúa, đúng không ạ? Thân thể này do Chúa ban cho. Và sự khôn ngoan này cũng do Chúa ban cho. Của cải tài chánh chúng ta làm ra được cũng là do Chúa ban cho. Không có cái gì mà chúng ta tự nhiên mà có cả. Và David đã nhận biết rằng cuộc đời của ông, sự giàu có nổi tiếng của ông là đến từ nơi Chúa. Tôi ước ao rằng qua sứ điệp buổi sáng hôm nay, tấm lòng của chúng ta được mở ra trước mặt Chúa và chúng ta nhận thấy rằng đây là cơ hội để cho tôi và chúng ta có một cái sự cầu nguyện đúng đắn trở lại trước mặt Chúa. Đây Chúa còn ước ao con được trở nên một người dư dật sung mãn, và nếu Chúa muốn, Chúa sẽ ban cho con cái sự giàu có. Chúa sẽ ban cho con cái sự dư dật ở trong tài chánh để con có thể chúc phước được cho công việc của Chúa, chúc phước được cho thánh của Chúa và chúc phước được cho những người xung quanh con. Nhưng mà ông bà chị em chúng ta hãy nhớ cái điều cuối cùng ở đây, đó là chúng ta đừng bao giờ tham lam tiền bạc. Bởi vì cái sự tham lam nó sẽ khiến cho chúng ta dễ mất đi cái ơn phước mà Chúa ban cho lắm. Ở trong AG, lời của Chúa, AG đoạn số 1, lời của Chúa nói rằng là khi mà chúng ta để tiền bạc tài chánh ở trong cái túi lũng á, thì nó sẽ mất hết. Và chúng ta cần phải vá lại cái túi lũng đó. Và chúng ta đựng tiền công ở trong túi lũng. Tôi xin đọc cái nguyên văn câu thánh này ở trong sách AG. AG đoạn 1 câu số 6: các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lũng. Có những trường hợp đó là chúng ta đựng tiền công ở trong túi lũng bởi vì có lòng tham của chúng ta vô đáy. Và chúng ta cần phải tránh xa tất cả những sự tham lam. Như lời của Chúa nói ở trong sách
Timothy thứ nhất đoạn 6 câu số 10 như thế này: bởi chứng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sự giàu có nó không phải là tội lỗi, nhưng mà cái sự tham lam giàu có tiền bạc đó là một tội lỗi quý mài cha. Có những cái sự tham lam như là đánh số đề nè, mua vé số nè, rồi cờ bạc đỏ đen nè, casino nè, đá gà nè, đúng không ạ? Rồi gì nữa quý mài cha em? Những cái sự tham lam khác, bỏ một nhưng mà được 100, chơi tài xỉu đúng không ạ, đánh bài tiến lên domino sập xám gì đó. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải tránh xa những cái điều đó. Và có một cái sự tham lam mà tôi đã nhìn thấy ở trên, trong cái chuyến đi vừa rồi của tôi, đó là trong một gia đình nọ, khi mà những anh chị em với nhau đó, họ tranh giành đất đai với nhau. Có một cái gia đình nọ là một người mẹ có hai dòng con, thì cái người chồng sau của bà đó là một người rất là nhiều đất đai bao la và rất là nhiều, nhưng mà người này có hai đứa con và cho hết đất đai cho con của mình, cho con ruột của mình. Còn cái con của cái người trước á, con của cái người trước á thì lại không cho một mảnh đất nào hết. Và thế là hai dòng con này cùng mẹ nhưng mà khác cha, đấu đá lẫn nhau. Và những người mà họ không được đất á, từ cha dượng của mình, thì những người này cũng là tinh lành luôn nha, cũng nhóm ở trong nhà thờ truyền thống Si-mê á. Thế là họ đi ra ngoài, họ nhờ thầy bà ếm cho cái người em của mình á, là bị tai nạn, ếm cho chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng Chúa ra tay, Chúa can thiệp. Cái người này chỉ bị đụng và bị đau trong cái chân của mình thôi, suýt là chết rồi đó quý vị. Người này nói rằng là đang đứng thì tự nhiên không còn nhớ gì hết, mà mở mắt ra thấy mình bị xe đụng, là biết rằng là người ta dùng bùa và người ta ếm thư hại nhau. Bởi vì cớ họ muốn tranh giành đất đai. Ngày hôm nay có nhiều cái chuyện đó là tranh giành đất đai rồi họ đâm chém lẫn nhau, thậm chí là anh em ruột trong gia đình. Khi mà đụng đến tiền tỷ thì người ta bắt đầu thay lòng đổi dạ và không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Và đau lòng hơn nữa đó là nhiều con cái Chúa ở trên miền cao họ vẫn sử dụng bùa ngải và tà thuật để mà thư hại nhau, ghét ai đó. Thay vì mình cầm dao mình giết nó thì sau này công an chính quyền người ta đến là ta người ta bắt mình bỏ tù, đúng không? Bây giờ thôi mình cứ ra bỏ ra mấy trăm ngàn nhờ ông thầy cúng nó cúng sao cho thằng đó chết. Chính quyền đâu có bắt được mình, đúng không ạ? Đâu có bằng chứng gì đâu. Đó là ma quỷ giết đó chứ tôi đâu có gì đâu. Đâu có bằng chứng gì đâu. Nhưng mà trước mặt Chúa thì Chúa người nhìn thấy đó là một tội lỗi, và những ai mà từng đi thầy bà để mà thư hại ếm người khác thì những người đó có một cái số phận rất là đau đớn nguyên mà cha. Thứ nhất là linh hồn bị hư mất ở trong địa ngục. Thứ hai nữa đó là chính người đó và con cái của người đó sau này bị ma quỷ nó theo và áp chế người đó. Và khó, rất là khó để mà được giải phóng, giải cứu. Cho đến khi mà người đó phải quỳ xuống cầu nguyện, ăn năn khóc lóc với Chúa nhiều ngày, Chúa ngày thương xót và Chúa mới giải cứu người đó ra được. Chứ còn không thì con cái của người đó cứ tàn tàn điên điên bởi vì cớ tổ phụ đã liên hệ đến tà thuật. Cho nên trong cái chuyến đi vừa rồi tôi nhìn thấy có một cái sự đau lòng bởi vì có nhiều con cái Chúa họ không hiểu biết lẽ thật của Chúa. Và OC đoạn 4 câu 6 nói rằng là dân ta bị diệt vì có thiếu sự thông biết. Con cái của Chúa nhiều khi đi nhà thờ xong cái là đi nhậu rồi xong rồi ghét người này người kia là cứ bỏ tiền ra kêu phù thủy ép chết người đó. Và bây giờ nói như vậy đó quý vị, người trên đó người ta nói rằng sao mục sư nói vậy, tôi đã được cứu rồi, tôi tin Chúa, tôi được cứu rồi. Bây giờ tôi đi thầy đi bà cho dù như thế nào cho nữa thì tôi cũng được cứu. Và nói là tôi không cần phải ăn năn. Tại vì sao? Tội gì Chúa cũng tha hết rồi, không cần phải ăn năn, không cần phải lo lắng cái gì hết á. Họ không có biết là đó là cái sự tội lỗi với mà cho em. Đấy là có điều có thật, tôi không phải là tôi chê bai đã kích gì anh em CMA trên đó hết. Nhưng mà đây là một cái thực tế rất là nhiều. Đã tin Chúa rồi, đã theo Chúa nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn cứ đi thầy đi bà rồi ếm này kia. Tại vì họ sợ rằng là đâm chém nhau thì phải tội vào tù. Nhưng mà bây giờ thôi, mình nhờ thầy bùa ếm là chết chắc luôn, mà không phải bị vào trong tù tội lao lý gì cả. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho lòng của chúng ta
trước lời của Chúa buổi sáng nay, chúng ta sẽ có một sự chân chính và công chính trở lại ở trước mặt Chúa. Chúng ta không tham lam, không đố kỵ, không muốn lấy của cải của người khác. Nhưng mà Chúa cho bao nhiêu, cứ hưởng bấy nhiêu. Và nếu quý vị muốn có thêm nhiều hơn, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, không trách móc ai thì Ngài sẽ ban cho. Amen. Nếu quý vị muốn có mảnh đất lớn, mảnh đất to để xây dựng nhà Chúa, thì hãy cầu nguyện với Chúa đi. Tôi không bao giờ tôi cho ai nhiều tiền cả. Nhưng mà Chúa của tôi sẽ cho quý vị nhiều tiền lắm. Philip đoạn 4 câu 19, Sứ đồ Phaolô nói rằng là Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho anh em được đầy đủ mọi sự cần dùng, y theo sự giàu có của Ngài ở trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mục sư có thể cho ít lắm. Tôi cao lắm cho quý vị 1 triệu, quý vị ăn hết trong vòng một lúc nhạc thôi. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta rất là nhiều, ăn không hết luôn quý mạng chứ. Quý vị muốn ai cho quý vị đây? Cảm ơn Chúa. Chúa cho nhiều lắm quý mà cha. Có người có thể bị giới hạn và cho ít lắm, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta đấng vô hạn, Ngài ban cho mọi người rất là dư dật. Cảm ơn Chúa. Xin mời chúng ta cùng nhớ đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện theo lời của Chúa.